chào đến tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chúc cô chú anh chị và các bạn ngày cuối tuần thật là an lành và hạnh phúc. Sài Gòn bây giờ là khoảng 5 giờ chiều. Ngày hôm nay là một ngày rất là đặc biệt, ngày 20 tháng 10, ngày phụ nữ Việt Nam. Nhân đây em xin kính chúc đến tất cả cô chú anh chị, đặc biệt phái đẹp, những dì, những cô, những thím, những chị lúc nào cũng vui tươi, hạnh phúc và thật nhiều sức khỏe. Và chúng ta đang có mặt ở đây là trên cầu Nguyễn Tri Phương, cây cầu nối liền giữa quận 5 và quận 8. Đây chúng ta đang xuống dốc cầu qua bên phía quận 5. Bên trái là khu Đại Thế Giới, có chung cư số 357 Nguyễn Tri Phương. Ngay góc Nguyễn Tri Phương với lại Trần Hưng Đạo B nữa, cũng như là Đồng Khánh ngày xưa. Và chiều nay thì em mời anh chị và các bạn chúng ta sẽ đi một vòng ở quận 5, đi ghé qua khu xóm hẻm 34 Trần Bình Trọng để xem ngày hôm nay ở đó như thế nào. Mấy bữa thì em có ghé 81 trường Bác Ái, hôm nay thì ghé 34 ha, để xem cái hẻm 34 ngày nay nó như thế nào. Bữa lần tôi đi vòng vòng riết về cái có nguyên một cái kho tàng những hình ảnh của Sài Gòn, những khu xóm. Bây giờ anh chị chỉ cần gõ địa chỉ ở khu nào thôi, ví dụ như hẻm 31 hay gì đó là sẽ ra. Hẻm 38, 34 Trần Bình Trọng gì đó là sẽ ra cái clip của Vinh Lâm TV ha. Và đây là con đường Trần Phú. Khu vực này rất là nhiều nhà tang lễ ha. Đi thẳng con đường này là chúng ta đi tới Nguyễn Trãi. Nguyễn Trãi rồi giao lộ Nguyễn Trãi với Trần Bình Trọng, chắc là chúng ta sẽ quẹo phải quá, không biết quẹo phải hay quẹo trái đây. Chiều nay thì hơi bất chợt nên thành ra chúng ta cùng đi để nhìn lại ha. Ở đường Trần Phú này thì có xe bán xôi, xe bán xôi 409, 409 Trần Phú, xôi mặn, xôi lá chuối, rất là lâu năm ở đây nè. Ở đây giao lộ An Bình nè, bên phải có bệnh viện An Bình, nhà tang lễ. Khu này nhiều bệnh viện lắm, có bệnh viện 7A, bệnh viện An Bình, bệnh viện Nguyễn Tri Phương. Hướng bên phải là ra khu chợ Hòa Bình. Ở đây đa số là cộng đồng người Hoa sinh sống rất là đông. Đây là quẹo trái, mình sẽ ra Nguyễn Duy Dương, đi ngang qua chợ An Đông nè. Mình đi thẳng là con đường Trần Phú, cũng là Nguyễn Hoàng. Rồi chúng ta quẹo phía bên cánh phải chút xíu. Đây đi theo con đường Nguyễn Trãi. Ngay chỗ này có quán bánh canh giò heo số 487. Rất là ngon ha, rất là đông. Thường ở Sài Gòn đi ngang các hàng quán mà thấy đông đông là biết rồi đó, đó là ngon, nên ra chỗ nào mà vắng là vắng luôn đó, đông thì càng đông, bán buôn thường vậy ha. Đây là con đường Nguyễn Trãi, phố Thời Trang. Phố Thời Trang dạo này tình hình buôn bán cũng rất là chậm và hầu như là ngồi không, nhân viên ngồi không không. Ở thời buổi bây giờ người ta bán online, bán
qua các trang mạng, qua các sàn giao dịch, sàn thương mại điện tử. Nên ra cái việc đi mua sắm quần áo thì bị ảnh hưởng. Mà mua quần áo mà không xem trực tiếp thì cũng dễ bị lộn, bị lầm. Thấy màu sắc thì đẹp rồi nhưng mà chất liệu nó lại khác. Thường là tiền nào của nấy thôi. Và ở đường Trần Bình Trọng thì cũng có rất là nhiều khu xóm mà rất là nhiều cô chú anh chị cũng đã để lại bình luận trên kênh và cũng có yêu cầu với Lâm Tử Vi. Chắc là chúng ta sẽ gặp nhau trong những video clip sắp tới ha. Hôm nay thì chúng ta đi qua cái khu xóm 34. Nếu mà với Lâm Tử Vi không lầm thì cái xóm này đi tới đi vô khu chung cư thì phải, chung cư chợ trái thì phải, chung cư nhà trái, chung cư chợ quán đó ha. Con đường này là một trong những con đường sôi động bậc nhất ở Sài Gòn, đông đúc. Ai nhiều tiền thì mua quần áo trong khu shop, trong cửa hàng. Còn ai muốn mua đồ giá rẻ thì bên ngoài. Đôi khi chất lượng nó cũng xem nhau, màu sắc cũng tương tự. Rồi, đây là giao lộ Lê Hồng Phong nè. Giao lộ Lê Hồng Phong với Nguyễn Trãi. Đi tới chút là có giao lộ Trần Bình Trọng, chúng ta sẽ quẹo phải ha. Do hôm nay là em có việc đi về từ hướng quận 8 đó, nên thành ra sẵn tiện rồi đi vòng vòng luôn. Đa số những cái video clip trên kênh là em tiện việc đi rồi quay. Nên ra những lời yêu cầu của cô chú anh chị thì hoàn toàn là miễn phí và cũng không có mục đích câu view hay vụ lợi ha. Anh chị cứ yêu cầu thoải mái và tiện đường thì bên Lâm Tử Vi sẽ ghé và quay chia sẻ anh chị. Giống như hôm nay vậy nè. Ở đường Trần Bình Trọng thì có hồ bơi Lam Sơn, rồi nhà thờ, chợ quán, chung cư nhà trái, chung cư chợ quán, những địa điểm quen thuộc khi mà nhắc đến con đường Trần Bình Trọng ha. Đường Trần Bình Trọng cũng là con đường xưa, họ đạo chợ quán có cách đây cũng cỡ 300 năm rồi. Tới đây là giao lộ Nguyễn Trãi và Trần Bình Trọng nè. Chúng ta sẽ quẹo phải nha. Rồi, phía bên trái là số 126. Nên xem số lùi hay số tiến đây. Số lùi 126. Số lùi dần dần đó, tới hẻm 120, bên phải là hẻm 153. Bữa nay ngoài đường người ta bán bông rần rần đó, khắp các quận, đặc biệt là ở các khu trường học. Do là nay ngày lễ phụ nữ Việt Nam ngày 20 tháng 10. Bye.
121, mấy lúc trước 15 TV cũng có đi dạo vô đó. Ở bên trái là nhà thờ Châu Quán và tu viện Bến Thánh Giá. Cái bảng tu viện Bến Thánh Giá tôi gỡ đâu rồi ta? Hay là bên đây? À đây nè, tu viện Bến Thánh Giá Chợ Quán nè, bên trái đây. Đi tới xíu là giao lộ Trần Hưng Đạo. Bên trái có cửa hàng Top Gun của Thế Giới Di Động, chuyên bán iPhone, đại lý của Apple. À, bên kia là con đường Trần Minh Trọng luôn nè. À, bên phải có cà phê Casina. À, bên trái có ngôi nhà rất là lâu đời, chung cư thì phải, chung cư nhỏ nhỏ. À, số 81 bên phải là cái khách sạn ngày xưa nè, khách sạn Hồng Tá đó. À, bên trái là số 90 rồi. À, số 30 mấy ở đây cũng gần với chi nhánh của công ty nè, nên là 15 TV cũng hay tới lui ở khu này, rất là tiện. À, bên trái có hẻm 70. À, đây là giao lộ Cao Đạt. À, Cao Đạt với Trần Minh Trọng. Đó, quẹo trái Cao Đạt là chúng ta ra cầu Chư Y. Đó, quẹo phải là đi tới cuối đường. Đó, bên đây có hủ tiếu Chú Cao. Đó, không biết khu xóm hẻm 34 là của chú anh chị muốn nhìn nhà nào ha. Thôi thì bên đây TV cứ đi vòng vòng. Đó, mình vừa qua hủ tiếu Chú Cao bên phải đó. Chú Cao thì hủ tiếu Chú Cao thì ngon mà nóng quá. Đó, bên trái có, đó, bên trái có hẻm 34 nè. À, đối diện hẻm là cái công ty Zuki. À, chạy lên là nhìn qua đầu hẻm cho nó dễ ha. À, đầu hẻm ngày trước có xe bán bột chiên chú Long. À, nhưng mà lâu quá rồi không thấy chú bán, hay là nay chú nghỉ sớm rồi ta. À, bột chiên bên hẻm kia quá, đúng rồi, hẻm 28. Đó, hẻm 34 này thông ra Nguyễn Biểu luôn nè. À, bây giờ mình chạy thẳng vào bên kia luôn là cầu Chữ Y luôn á. À, không biết nhà của cô chú anh chị là nhà nào ha. À, bên phải là số chẵn, bên trái là số lẻ. Ủa, bên trái cũng là số chẵn luôn. Bên trái là 82, 84, 86, bên phải là số lẻ. Họ có mấy ngôi nhà ngày nay cũng đã xây lên mới rồi. À, hẻm này thì thông ra chợ Cao Đạt. À, ngày nay thì có nhiều nhà đã xây rồi ha. À, ngày trước nhà ở đây là nhà gác gỗ không à. À, đây vẫn còn là hẻm 34 nè. À, qua bên kia là số khác à. Ở bên đó có cái trường mầm non bên phải nè.
ở thẳng hướng này là thông ra cầu Chữ Y luôn. À, và anh chị kêu anh chị nhắn hôm nào gửi cái video clip cũ của cái hẻm này. Nhưng mà thôi, sẵn đây em quay cập nhật hình ảnh mới luôn, chia sẻ bà con cô bác. Ở đây là chợ Cao Đạt ha, chợ Cao Đạt buổi chiều bán nhiều đồ ăn lắm, đặc biệt là quán ốc. Ở qua đây là hẻm 55 Nguyễn Biểu. Ở sẵn đây đi vòng vòng qua cái hẻm bên đây để nếu mà cô chú anh chị có ngày xưa có ở khu xóm bên đây thì mình cũng có cái để hình dung ha. Những cái hẻm đây thì nó giao với nhau như là bàn cờ vậy đó. Do là buổi chiều người ta tránh kẹt xe ở ngay ngã ba Cao Đạt á, người ta chạy trong hẻm này đông lắm. Ngay đầu hẻm có cái nhà gác gỗ nè, nhà này lâu lắm rồi đó. Rồi chúng ta ra đây là cầu Chữ Y đây. Rồi thấy đường xá đông ghê chưa. Ở đây là ngập trời luôn á. Anh chị thông cảm, thì trong cái đường hẻm thì xe cộ cũng khá đông. Ở hướng này là bên hông cầu Chữ Y, còn bên trái là hướng lên cầu đi qua bên kia là quận 8, chợ Rạch Ông, đường Nguyễn Thị Tần. Ở trời chiều nhìn khu xóm khung cảnh buồn buồn ha. Có mấy bữa cô chú anh chị mở thăm cái địa chỉ hẻm 48 Bến Hàm Tử, nhưng mà cái thông tin đó chưa, Minh Lâm TV vẫn chưa có tìm được nữa. Chú Linh Phạm có xem thì chờ vài bữa ha, để con hỏi thăm coi sao. Rồi giờ mình chạy vòng qua đường Bến Hàm Tử rồi vòng lại Trần Bình Trọng để xem lại cái đầu đường này cho nó trọn vẹn. Bên phải là khu xóm hẻm 48 nè, hẻm đi vô giáo xứ Môi Khôi, Mai Khôi nha, xứ Mai Khôi. Rồi, ngày nay số hẻm là 666 đó, nên thành ra tìm nhà cũng hơi là vất vả đó. Thì người xưa đã đi chỗ khác mà, người mới tiếp nhận thì đâu có biết cái số cũ là số mấy đâu. Những người ta ở đó đó giờ thì người ta còn để cái bảng số cũ số mới, chứ dù nhà đã bán rồi thì đã khác hoàn toàn, người ta không có để số cũ nữa. Đó, ngay đây là ngã ba đường Trần Bình Trọng nè, với lại Bến Hàm Tử ngày xưa. Đây là con đường Võ Văn Kiệt. Giờ trời cũng khoảng 5 giờ rưỡi ha. Chúng ta quẹo ở đây rồi mình sẽ kết thúc cái video clip ngày hôm nay ở đường Trần Bình Trọng.
vài hình ảnh để anh chị và các bạn có thể hình dung được con đường Trần Bình Trọng ngày hôm nay nó như thế nào. Đi thẳng hướng này là đi tới tới nhà thờ Chợ Quán á. Rồi thôi, chắc cái video clip ngày hôm nay đến đây tạm dừng. Rất cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi, đồng hành cùng với Lâm TV. Hy vọng thông qua vài hình ảnh này, chúng ta thấy cuộc sống ở Sài Gòn và hình ảnh ở khu xóm nó gần nhau, nó gần gũi hơn. Khi mà đã lâu rồi chúng ta chưa có dịp đi về. Một lần nữa kính chúc tất cả các anh chị lúc nào cũng an lành, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video clip lần sau.